Một nam tài xế xe bồn khi lái xe qua trạm thu phí buồn ngủ dẫn đến mất lái. Chiếc xe sau đó tông thẳng vào tòa nhà quản lý trạm thu phí khiến nhiều người bỏ chạy thoát thân. Theo hình ảnh được camera an ninh ghi lại, sự việc xảy ra vào ngày 6 tháng 12 vừa qua tại tòa nhà quản lý trạm thu phí trên một tuyến đường ở Ấn Độ. Thời điểm trên, một vài nhân viên của trạm đang chuẩn bị ra ngoài, bất ngờ phát hiện một chiếc xe mất lái lao nhanh về hướng tòa nhà. Trước tình huống nguy hiểm, những người có mặt đã hoảng loạn, tìm cách bỏ chạy thoát thân. Chỉ vài giây sau đó, chiếc xe đã đâm thẳng vào tòa nhà, xuyên qua cửa kính, hất văng nhiều đồ đạc bên trong. May mắn sau vụ việc, tài xế chỉ bị thương nhẹ và không có thêm thiệt hại nào về người. Vào cuộc điều tra, cảnh sát nhận định tài xế đã mất lái do buồn ngủ. Anh này sau đó cũng thừa nhận do buồn ngủ dẫn đến mất lái tông vào tòa nhà. Kết thúc điều tra, tài xế trong vụ việc đã bị lực lượng cảnh sát Ấn Độ xử phạt vì hành vi lái xe trong tình trạng không tỉnh táo.